Tiền an sinh xã hội nè, 1,5 triệu, mà ở đây là chưa có ai có hết trơn, mà có chỉ có một nhà được có 2 lần, còn ở đây là người ta là không có. Còn ở đây toàn bộ khu vực, ở đây là hẻm 213 xẹt 11A, Lê Đình Cẳng, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Khu phố 5, tổ 39. Đó. Phải nói rõ ràng. Đường Lê Đình Cẳng, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, khu phố 5, tổ 39. Tổ 39, đúng rồi. Một nhà thì được 2 phần quà, còn một nhà thì không có, mà từ lúc đó tới giờ là mùa dịch này là không thấy mặt ông tổ trưởng đâu luôn. Đó. Tất cả bà con chia sẻ lên giùm, với mong các chính quyền cơ quan là nhúng tay vô giùm, với ở đây là toàn bộ là dân lao động không đói hết trơn rồi, cả một tháng nay có được cái gì đâu. Trời ơi, bản thân của tôi nè, một cái gì mà gia đình tôi là 2 đứa con nhỏ đó nè, khổ như con chó, không có miếng sữa nào để cho nhìn đứa uống luôn đó. Ngày mới tôi kêu tôi đi với nha. Xong rồi mình đi luôn, ẹo đi hết luôn. Mai nắm con gai ra giờ dân ở đây là dân đói lắm, hẻm 213 nè, giờ là đói rồi, giờ đang chờ, nói chung là chính phủ nhúng tay vô mới được. Cái này mà tiền của mấy người mà người ta làm hồ này nọ rồi còn chưa có đồng bạc nào, người có hai ấy nè, còn bà này mới bán không được. Thôi đừng, mới về nè, đây bác đâu ra nè, anh quay ra đây, đây ngồi chịu nè, khổ lắm, ngày chẳng cái buôn bán ngày buôn bán. Ở quán buôn gì đâu, chữ hả? Không phải, để tụi nè, có anh này bụng bự hơi là bút xúc lắm nè, bán cái số á, để vào một khúc vậy nè, mà khẩu đủ mấy con này nó khẩu đó cho hả, thở hầu kìa, thở hầu thở hầu ta làm thất nghiệp chất lý mẹ đóng cửa luôn rồi đó nè. Anh thở hầu mấy ngày nay đói rồi, không có miếng gì ăn hết trơn luôn, bây giờ ấm nhách ấm nhơ mà nè. Nè, tao hồ nữa nè, tao hồ nè, trên đây đó, trên đó 5-6 người con luôn mà chưa có một đồng nào. Nè, tao hồ nè, trên này chứ khổ dữ lắm. Ừ, ở trên này chứ tàn lắm rồi. Chữ quá chưa được, chặn được tiền xuống. Sao bữa nãy không kêu đi chợ? Trời ơi, nãy em làm sao không sao. Hả? Lỡ này xong mình bấm mình kết thúc vô ta.